rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa chim nữ. Hoa chim nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa chính nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đến mùa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa, không ngọc ngà kiều hoa, không nền gấm không cung son. Tôi chỉ là người đứng xa nhà thấy nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say, ngỡ đôi mi gầy giữa đêm chẳng đầy cài thêm cung ai. Tôi nghe thoáng qua mình vừa thành một quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan giặc nước. Và con lấy đi sức sống mẹ một câu và nổi 7-8 lần, thu chỉ có một câu thôi. Mồ hôi chảy rất là nhiều. Hội rất quan trọng và cũng đề các doanh nghiệp làm sao chúng ta có cái phương án sản xuất kinh doanh khả thi để cho người ta thấy rằng cái triển vọng khi người ta mua trái phiếu doanh nghiệp là người ta đạt được cái hiệu quả. Bởi vì nếu anh không sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả là vay tiền một cách mơ hồ hoặc tìm mọi cách để có được một suất. Loài hoa không